Hai cố nghệ sĩ được nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh thành kính đặt bàn thờ riêng tại đền thờ Tổ 100 tỷ. Những người đã mang đến cho nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh những thành công, niềm vui trên sân khấu là điều khiến anh không thể nào quên. Mới đây, theo người bạn thân thiết chia sẻ, hai cố nghệ sĩ đã ra đi nên Hoài Linh đặt nhiều tình cảm và đặt chỉnh chu trong đền thờ Tổ 100 tỷ của mình, bàn thờ trang trọng. Cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi vào ngày 9 tháng 12 tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được thông tin, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đau xót và vô cùng buồn bã. Nén lại đau thương, nghệ sĩ Hoài Linh đã cố gắng cùng với Việt Hương đứng ra lo hậu sự tại Việt Nam. Sau khi lo xong tang lễ, cả hai đã tiễn đưa người anh quá cố về Mỹ để gia đình nhìn mặt lần cuối. Nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh dành tình yêu thương đến cố nghệ sĩ Chí Tài như một người anh, người tri kỷ hơn 20 năm. Hoài Linh quyết định đặt bàn thờ đàn anh tại nhà thờ Tổ 100 tỷ tại quận 9 để ngày ngày thăm nom hương khói. Người hâm mộ vô cùng xót xa khi thấy một chú heo bằng bông đặc biệt trên bàn thờ cố nghệ sĩ Chí Tài. Được biết, nghệ sĩ Chí Tài thường gọi vợ mình là bé heo. Mới đây, khung ảnh của người trông coi đền thờ Tổ đã hé lộ thêm một bàn thờ khác được đặt gần nghệ sĩ Chí Tài, đó là nghệ sĩ Kim Ngọc. Nghệ sĩ Hoài Linh từng gọi mẹ của diễn viên Hiếu Hiền bằng má Ngọc. Và hai người nghệ sĩ này đã được nghệ sĩ Hoài Linh bày tỏ sự yêu thương, chăm sóc bàn thờ kỹ càng, chu đáo. Được biết, lúc sinh thời, nghệ sĩ Kim Ngọc từng có dịp diễn xuất cùng với nghệ sĩ Hoài Linh. Khi nghệ sĩ Kim Ngọc ra đi, gửi lời động viên đến diễn viên Hiếu Hiền, con trai của bà. Bản thân Linh gọi mẹ là má Ngọc, một tình cảm rất đặc biệt. Vì nghệ sĩ Kim Ngọc sống với anh em nghệ sĩ, đồng nghiệp đều sống bằng chữ tâm. Linh rất quý và thương má. Linh cảm thấy ngoài sự nổi tiếng của má, hào quang bên ngoài, còn có một cái tâm và cái đức ở bên trong. Khi má mất đi thì cảm thấy rất tiếc nuối. Hồi Linh đang đứng ở chùa, làm tuần 49 ngày. Linh không phải là một nhà thơ. Linh nghĩ sao nói vậy? Linh có những câu như này. Chữ tâm mẹ để lại cho đời, chữ tình mẹ trải khắp muôn nơi, chữ ơn mẹ trả cho khán giả, mẹ chỉ mang đi một nụ cười. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng xúc động tâm sự. Mình đã từng có khoảng thời gian diễn chung với cố nghệ sĩ rất nhiều. Đối với Hoài Linh, Kim Ngọc là một trong những người diễn tự nhiên nhất mà anh từng biết đến. Bên cạnh đó, anh cũng dành một sự kính trọng đặc biệt đối với cố nghệ sĩ Kim Ngọc. Mỗi lần tham gia tập là má tập rất nghiêm túc, tập từ sáng tới tối, chừng nào xong mới thôi. Thời điểm khi nghệ sĩ Kim Ngọc ra đi, nghệ sĩ Hoài Linh đã vô cùng đau buồn và khóc nghẹn trong lúc đưa tiễn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại bình luận, cảm nghĩ của mình về video này. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé.